Báo cáo quý vị, lúc này là kỹ sư Đức đang đứng xẻ gỗ chắc. Lúc này là sáng 21 tháng 5 năm 2018. Bây giờ thì điều kiện là tự động hóa và đã đi về đến các làng nghề cho nên là rất thuận lợi. Trước đây chúng tôi không bao giờ có thể chất những cái cây gỗ lên cao như thế này được. Nhưng mà trước đây thì đất đai lại rộng rãi hơn. Trước đây các cái gò bãi trống rất là nhiều. Bây giờ hầu như là đã làm kín rồi. Những sản phẩm gỗ chắc của Đồ Gỗ Đức Hiền thì gồm có tủ áo, giường, sập, trường kỷ. Ngoài ra đợt tới chúng tôi sẽ cân nhắc để làm thêm một số cái sản phẩm khác nữa. Quý vị nhìn thấy gỗ chắc, thấy sản phẩm nó đẹp như này. Hiện nay ở tại cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền thì đang còn gần 10 cái sập gỗ chắc cộng với giường, trường kỷ. Còn tủ áo thì đang hết, đợt tới chúng tôi cũng sẽ làm được chục cái tủ áo nữa. Tạm biệt quý vị tại đây.